Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái dòng sản phẩm Goren tới từ Hàn Quốc, có tên là Zhongchan. Thì cái mã đàn của nó là G85. Thì chúng ta có thể nhìn qua cái kiểu dáng này thì nó khá là giống với lại những cái dòng Goren khác để Yamaha Kawai. Nhưng cái điều đặc biệt ở chỗ là cái máy móc của cái cây này nó còn là khá mới. Đấy, từ sơn này, phím này và cái dây của nó. Đấy, thì sau đây chúng ta sẽ nhờ pianist Bùi Đức Trức sẽ chơi một cái đoạn nhạc cho ta cảm nhận cái âm thanh của cây đàn như thế nào quý vị nhé. À, và cây này là chưa lên dây đâu, còn nếu mà khi lên dây xong rồi nó còn hay hơn nhiều.